Oh,
Alo, vâng, chào mừng quý vị và các bạn đến với trận thi đấu thứ 3 giữa team The Dream Đông Thủy Anh và team Hệ. Theo đánh giá của ban tổ chức thì đây là hai team khá mạnh và đồng đều nhau. Trên màn hình của quý vị và các bạn là nguyên thủ Huấn Đại Ca, vâng, anh được cầm Garrick và anh Dương L chém cho game thủ màu 8 găng 4. Nhưng mà anh đang chém khá tốt vào bãi ăn hoang của game thủ màu 2 Zero. Thang lai của anh lúc này đang là 26/32. Chúng ta cùng tạt qua một số màn hình của các game thủ khác xem như thế nào. Vâng, và đây là game thủ top, anh cầm Milan và đánh chém. Thang lai của anh lúc này đang là 27/40. Vâng, thiết kế một cái nhà phù thủy. Anh đang đi khá tốt vào nhà của game thủ màu 1 Kenvin. Được. Và còn đây là game thủ găng 4, anh được cầm Egypt ngoài cánh. Thang lai của anh lúc này chỉ còn lại là 18/44, đang bị mò 2 tức Camry công vào. Có cả Y rồi. Vâng, có cả Y. Tôi chưa kịp cùng tham xem quân bài bên các game thủ bên team Hệ là như thế nào, nhưng có Y đâm vào chọc vào nhà Egypt đầu cánh. Có cả game thủ Zero cũng sang la liếm. Và đây có lẽ là game thủ comeback cũng quá quen thuộc với anh khi không đặt ghép 4-1. Trận này anh được cầm Sumerian ở trong tiệp trong góc 3 giờ. Thang lai của anh lúc này là 37/48. Bây giờ anh mới đẩy quân đi. Thế nhà của anh là khá kín. Vào bến trước 2 lớp B à, khá chắc chắn. À, đã thấy game thủ màu 1 tức Kenvin. Nhà của Kenvin cũng khá kín. Nâng cấp chặt gỗ 2 phút thứ 18 với cái tham lai là 44/60. Game thủ Kenvin vừa tạt ra nhanh một chút. Anh khá tinh tế khi lấy những con cung vào trong và chốt lại một chiếc vê để thủ lại những con chém của game thủ màu 1. Năm nay đến mùa giải thì team Đông Thị Anh, team khách mời, cũng như là team The Dream tỏ ra là khá mạnh với những chiến thắng một cách chóng vánh trước các team từ Hạ Đồng, Đông Hò cũng như là Thụy Hưng. Thang lai của anh lúc này đang là 45/64. Chúng ta cùng đá qua màn hình của một số game thủ khác xem nào. Đây là Huấn Đại Ca. Thang lai lúc này của anh chỉ còn là 15/44. Anh đang công vào nhà của game thủ 2 tức Zero.
anh soi tham quá nhanh, tôi chưa kịp nhìn quần. Lúc này thì đã có đối thủ Văn Tơ. Đối thủ Văn Tơ cũng đang nguyên thủ Giang Tê cùng với nguyên thủ màu năm huấn đại ca đang công vào khá gấp vào vòng nhà của nguyên thủ màu hai phút zero. Vâng, bơm đầu cho đồng đội. Xoay tham xong cẩn thận quá nhỉ. Vâng, nguyên thủ màu hai như thế là đã dụng chính. Vâng, cả bãi vàng luôn, nhân dân đang ôm vàng cầu nhưng kèm trên mặt đầu. Các anh xoay tham nhanh quá. Hôm nay thì Kenjin thăng hạng của anh đang là 16/44, 16/44 đang đã chém đinh được nhà của game thủ màu 2 Zero. Tôi chưa để ý thấy game thủ các quân bên phía các game thủ bên phía team hệ. Đấy, anh đang tạt một tên sang nhà của game thủ màu 4, sang nhà game thủ màu 4 lạc lối. Hai anh đang thi đấu với nhau để rất là vui đồng đội. Game thủ màu hai tích cơ cánh này chém là khá tốt. Gần ba quả đang đứng chơi anh kìa, xin lỗi là nhắc anh của tôi về. Anh đang sắp gần lên kìa, tham lai của anh đang là 23/44. Anh chém quá độc ác vào nhà của game thủ màu hai. Vâng, và đây là game thủ màu 7 tốt. Vâng, anh vừa lên được công lao. Vâng, đang bị game thủ màu 4, game thủ màu 4 cầm quân gì cũng đang công công a vào nhà anh rất gắt. Vâng, anh đã phải mang cả nông dân ra đảo, quý vị có thể thấy trên màn hình. Vâng, đã thành công bắt chọn được đại quân mang đi công nhà của game thủ màu 4. Vâng, nhưng game thủ màu 4 vẫn còn rất đông quân và đang đi từ phía nhà của game thủ màu 2 lên. Vâng, tham lai của anh đang là 41/36 và mất nha. Vâng, đóng nghe đi anh. Vâng, có cần phải đến một pha đối nhà của game thủ Văn Tơ sang đối cho anh không? Vâng, đây rồi.